Bộ Y tế vừa thông báo, Việt Nam có thêm 5 ca mắc COVID-19. Cả 5 ca mới đều ở Bình Thuận và có liên quan đến bệnh nhân số 34, 51 tuổi, người được xác định dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 hôm 10 tháng 3. Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Viện Pasteur Nha Trang nhận 56 mẫu bệnh phẩm có tiếp xúc với ca bệnh thứ 34 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận thu thập. Kết quả xét nghiệm có 5 mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể như sau. Bệnh nhân thứ 40 là nữ, 2 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34. Bệnh nhân 41 là nam, 59 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34. Bệnh nhân số 42 là nam, 28 tuổi, quê quán ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34. Bệnh nhân thứ 43 là nữ, 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số 38, là con dâu của bệnh nhân số 34. Bệnh nhân thứ 44 là nam, 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 37, là nhân viên của bệnh nhân thứ 34. Như vậy, cho đến nay, Bình Thuận đã có tổng cộng 9 ca nhiễm COVID-19, trong đó tất cả đều liên quan đến bệnh nhân thứ 34. Cô không khai chân, từ khi cô đi về, sang ấy rồi anh.